phẫu thuật chú phước cũng băn khoăn rằng là chú có đi điều trị nhưng vẫn bị tái phát đi tái phát lại vậy thì bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên cho chú phước nói riêng cũng như là các bệnh nhân khác nói chung có thể nói đây là một trường hợp người ta gọi là trị hỗn hợp hỗn hợp nghĩa là gì tức là nó vừa có trị nội và đồng thời đó vừa có trị ngoại đầu tiên chúng ta vẫn dùng nội khoa đã Tây thì ta có thể dùng các thứ thuốc mà nó làm co bôi trĩ cầm máu chống viêm có thể giúp cho vấn đề dự phòng cũng như nữa, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ từ hàng nghìn năm nay đã sử dụng các cái thảo dược, các bài thuốc để mà hỗ trợ điều trị bệnh trí hiệu quả rất tốt. Trong đó có những thảo dược có thể nói là cực kỳ thông dụng cái ngải cứu. Đây là một cái thứ thảo dược mà rất là thông dụng là trong ngải cứu nó có cái imogin. Đây là một hoạt chất mà có thể nói là nó làm co các tĩnh mạch chỉ à, rất là tốt. Đặc biệt là người ta thấy là khi mà phối hợp với lá sung, lá sung của chúng ta biết động quá dân dã để nó củng cố thằng thạch Công tần có thể nói rằng là trong đó người có cystin vừa chống đau vừa làm lành cầm máu của các, của bụi trĩ. Thế rồi đến là lá lốt, trong lá lốt nó có biberin, đấy là một cái hoạt chất mà nó tiêu viêm và nó làm co bụi trĩ rất là tốt. À, và cuối cùng đó là củ nghệ giảm đau, cầm máu, làm lành vết thương rất là tốt. Thế thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta biết được cái thảo dược như vậy thì các nhà dược học người ta mới chọn lựa, sau đó người ta bằng công nghệ hiện đại, người ta sản xuất À, dưới hai dạng một là viên uống và cái thứ hai là dạng gel để bôi bên ngoài vì chúng ta biết là khi phẫu thuật cứu cánh cho bệnh rất rất nhiều nhưng mà cái hậu quả của nó cũng rất là lớn ví dụ như là nó có thể gây ra hẹp hậu môn và nó có thể dẫn đến nứt hậu môn có thể bị chảy máu thậm chí có thể bị ung thư hóa chúng ta phải nhớ vấn đề về chế độ ăn uống phải nhiều rau xanh tránh bị táo bón với những người mà chúng ta phải đứng lâu chúng ta phải ngồi lâu đặc biệt là dân văn phòng chúng ta phải đứng dậy đi đã tránh bia rượu đồ cây nóng lúc nào chúng ta dỗi thì chúng ta cứ nhíu cái hậu môn lên dạ. thì từ đó chức lực của cái tĩnh mạch hậu môn nó được bền vững và từ đó nó dự phòng bệnh trí rất là tốt